đại pháo đã lên nòng tao bắn vào não mấy thằng cùng mong cuộc sống tao không mấy thằng lòng vòng không thích giao du của mấy thằng cùng phòng tâm mất chức làm sao mày biết trong khi trước tao nó nằm trong tim cứ đi tìm là bảo tao ảo bảo tao ngu muội là một thằng không tiếng miệng đời cứ mà mồm là không tiền không rắn mà hễ có tiền là bảo thằng này nói thăm tiền nông rắn lắm mà cứ bảo tao chơi không được tao với anh em rất hay đôi lần tại mày biết mấy thứ về tao chiều cao cân nặng hay là cả lối sống nên tao nói cho tụi mày nghe tao chỉ sẽ chia những điều tao biết không như bọn mày một lũ sức trẻ chỉ biết lên mày làm kiếp hậu kiệt thằng này vẫn hay cầu phím tự cho mình là người thanh cao không cho mày tiền chứ sau gì cũng thành người xanh sao còn bọn nó tự cho mình đúng luôn muốn lập hội lập đàn diệt ác tự cho mình cái danh người hùng tự xưng là kẻ trừ gian diệt ác mày anh hùng với mày là gì là những miền đời luôn dìm kẻ khác thế giúp mày đi cuộc đời mày khác tao cũng phiền tại nhà Thank you.